Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh Tìm Hiểu Quanh Ta nha. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu bộ ngũ thần tài là ai. Trong đời sống ai chẳng muốn cho mình được hưởng phúc, được may mắn về tài lộc, được hưởng cuộc sống sung túc, nên việc thờ cúng thần tài rất được phổ biến trong dân gian. Vì đây là vị thần phù trợ cho tài lộc tiền của, nhưng có lẽ ít ai biết về ngũ bộ thần tài. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các vị thần này nha. Trong Phật giáo Tây Tạng có 5 vị thần được coi là những vị thần chủ về tài lộc, tiền bạc cho con người, được gọi là ngũ bộ thần tài, bao gồm các vị Hoàng thần tài, Bạch thần tài, Hắc thần tài, Lục thần tài và Hồng thần tài. Trong ngôn ngữ Tây Tạng thì tên gọi chung của 5 vị thần tài này là Jambala hay là The Jambala, có nghĩa là Phật Như Ý và là hóa thân của Phật Hoa Sen. Jambala là vị thần tài bảo vệ, là một thành viên của gia đình châu báu, bảo bộ. Trong thần thoại của Hindu, Jambala còn được biết đến là Kubira. Ngài cũng được tin tưởng là một hóa thân của Quan Thế Âm, vị Phật của lòng bi mẫn, hiện lộ là vị Phật ban phát tài bảo. Vì sự hóa hiện của Quan Thế Âm, câu chuyện được khởi nguồn từ Lama Atisha, là một Lama đức cao vọng trọng của dòng truyền Gelug. Khi Ngài đang bộ hành ở Bồ Đề Đạo Tràng thì gặp một cụ già đang chết vì đói. Lama Atisha rất buồn vì sự thống khổ của cụ già. Lama Atisha lại không có dù chỉ một chút thức ăn để bố thí cho cụ già, vì thế nên Ngài lập tức cắt thịt của Ngài để bố thí cho cụ già. Làm sao tôi có thể ăn thịt của một vị tăng được chứ? Cụ già từ chối ăn miếng thịt đó. Lama Atisha đặt miếng thịt xuống, cảm thấy buồn và vô dụng quá, thì một ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước Ngài. Đó là thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát nói với Atisha: ta sẽ hóa hiện thành Jambala, vị Phật của tài bảo nhằm giúp đỡ những chúng sinh đau khổ. Ta sẽ làm vơi đi sự nghèo khổ để họ sẽ không còn bị sao lãng khỏi thực hành và thiện tâm. Ngũ bộ thần tài độ mệnh cho 12 con giáp. Mỗi vị thần tài trong Phật giáo Tây Tạng lại phù hộ độ mệnh cho một con giáp khác nhau, cụ thể như sau. Hắc thần tài độ mệnh cho người tuổi Tý và Hợi. Hoàng thần tài độ mệnh cho những người sinh vào tuổi Sửu, Mùi, Tuất và Thìn. Lục thần tài thì độ mệnh cho những người sinh vào tuổi Dần và Mão. Hồng thần tài độ mệnh cho những người sinh vào tuổi Tỵ và Ngọ. Bạch thần tài thì độ mệnh cho những người sinh vào tuổi Thân và Dậu. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu chi tiết về từng vị trong ngũ bộ thần tài nha. Thì đầu tiên là Hắc thần tài, hay còn gọi là Jambala đen. Hắc thần tài là hiện thân của Phật A-xúc-bệ, diệu sắc thân Như Lai, ngự tại hướng đông của Mandala, tượng trưng cho đại viên chủng trí. Hắc thần tài có màu đen, một đầu hai tay, ở tư thế chân phải gặp lại, chân trái duỗi ra, ngự trên đài sen. Tay phải của Hắc thần tài cầm một cái bát sọ, còn được gọi là Kapala, đưa lên trước ngực, trong khi tay trái thì ôm một con chuột nhã tiền. Hắc thần tài đầu đội cái mũ năm đầu lâu, hình dáng tựa như mũ miệng Phật năm cánh, nhưng năm cánh Phật lại được thay thế bằng năm chiếc đầu lâu. Trên cổ, cổ tay, cổ chân đều đeo đầy cái vòng bằng trắng ngũ sắc, vẻ mặt phẫn nộ, sắc mặt thì đen. Hắc thần tài chủ về tài ta, ngài chủ trừ các tà quỷ, oan gia trái chủ đến gây sự vì tài. Ngài cũng được biết đến như là một trong những vị tài thần của Hindu, Kubira. Vì là một trong 5 vị thần tài, nên Hắc thần tài đương nhiên chủ về tiền tài, ban phát của cải, hạnh phúc, mọi sự như ý. Không chỉ có như vậy, ngài còn giúp tiêu trừ những tà quỷ gây ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ, cũng như các món nợ oan gia đến gây sự vì tài. Hoàng thần tài, Jambala vàng. Theo kinh điển Mật Tông thì Hoàng Thần Tài hiện thân trừ thiên ma quấy phá lúc Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu thuyết Bát Nhã Tâm Kinh. Sau đó Thế Tôn thọ ký cho Ngài như nguyện làm thiên tài hộ pháp. Hoàng Thần Tài có thân hình màu vàng, một đầu, hai tay, ngồi trong tư thế bán kiết già, hai chân gặp lại, bàn chân phải chúc xuống. Trên bảo tọa có cái vỏ ốc biển và bình hoa sen, tượng trưng cho như ý. Đầu Ngài đội cái mũ miệng Phật năm cánh, đính đầy đá quý. Trên cổ thì đeo cái chuỗi hạt ngọc trai. Tướng mạo của Hoàng Thần Tài phú quý, vẻ mặt hơi giận dữ, tay phải cầm ngọc như ý, tay trái ôm một con chuột nhã tiền. Mình mặc áo trời ngũ sắc, tay chân thì đeo vòng ngọc. Thần thái phẫn nộ và có phần hung dữ của Hoàng Thần Tài được giải thích là bởi Ngài cần phải đủ mạnh mẽ để che chở cho chúng sinh thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực và nghiệp xấu, ác tâm còn tồn tại trên thế giới này, giảm bớt những gánh nặng, chướng ngại và bất hạnh mà chúng sinh có thể gặp phải, giúp chúng sinh được giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Hoàng thần tài chủ về pháp tài, chủ quản bảo khố. Hoàng thần tài được coi là đứng đầu trong chư vị thần linh cai quản tài Bạch Phương Bắc,
là thần tối cao trong danh sách các vị thần tài được người dân cung dưỡng. Ngài chính là bậc bảo hộ của tất cả các dòng truyền thừa, tượng trưng cho lòng bi mẫn của Đức Phật và Bồ Tát cứu giúp chúng sinh thoát khỏi cảnh đói nghèo, bệnh tật vì kém may mắn, dẫn họ đến giàu có, được biết đến với cái tên gọi là Kibira trong thần thoại Hindu. Thờ cúng hoàng thần tài sẽ tiêu giảm những khó khăn, bất hạnh, đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ, giúp có được nguồn tài chính ổn định. Thường xuyên tụng niệm thần chú hoàng thần tài thì sẽ giúp cho chúng ta không những gia tăng sự giàu có mà còn được hưởng lượng công đức không giới hạn. Đặc biệt càng là những người không ngừng trải qua những bất trắc khó khăn về tài chính do nghiệp xấu trong quá khứ, thì nhờ ngài Sambala vàng hay là hoàng thần tài thì chắc chắn sẽ là một cách hỗ trợ tốt nhất. Lục thần tài, Sambala sanh. Lục thần tài cũng là một thân hóa hiện của Phật A-xúc-bệ, là Phật vô lượng quang minh ở phương Tây. Lục thần tài chủ về yếu tài, trừ yếu mệnh vì tài. Lục thần tài đã từng thệ nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ngài sẽ bảo vệ cho những ai trì tụng thần chú của ngài hay trì niệm hồng danh của ngài. Khi ai đó gặp khó khăn, tốt nhất là trì tụng thần chú của ngài một cách chân thành từ tận đáy lòng. Ngài sẽ độ trì vượt qua mọi khó khăn, giúp chúng sanh thoát khỏi nghèo khổ. Đặc biệt Lục thần tài là vị thần hộ pháp rất có ích cho sự nghiệp, công danh trong năm vị thần tài. Cho nên ai đang cầu công danh không nên bỏ qua Lục thần tài. Hồng thần tài, Sambala đỏ. Hồng thần tài là hiện thân của Vajrasattva. Ngài có hai mặt và bốn tay và cầm con chuồn tài bảo trên tay trái. Tên tiếng Tây Tạng của ngài là Sambalamapu. Hồng thần tài coi về ác tài, tiêu trừ các kẻ thù về tài, giúp gia chủ tăng thêm trí huệ, minh mẫn và sáng suốt. Ai trì tụng thần chú của ngài một cách chân thành, người đó sẽ được ngài bảo vệ và giúp tài lộc thăng tiến, tiền tài dư giả, cuộc sống hạnh phúc, công thành danh toại. Hơn nữa thờ cúng hồng thần tài cũng cần hết sức cẩn thận, bởi ngài sẽ chứng giám lòng thành của người tu hành mà đem lại quả báo bất đồng tùy theo hành động của người đó. Là người có tâm bồ đề, thường xuyên hành thiện tích đức thì sẽ được hồng thần tài ban phát phúc đức viên mãn, cầu tài lộc, cầu gia sản đều được như ý. Người nghèo đói cầu có miếng ăn sẽ được ban phúc thoát khỏi cảnh cơ cực. Ngược lại thờ hồng thần tài để cầu tài lộc nhưng mà làm người gian ác, hãm hại người khác, sống chỉ biết lợi cho mình thì chắc chắn sẽ bị ngài trừng trị, khiến gia sản kiệt quệ, tài của thất thoát, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu. Bạch thần tài, Sambala trắng. Bạch thần tài được sinh ra từ mắt phải của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát và cũng được biết như là một hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tên tiếng Tây Tạng là Sambahala Gapi, có nghĩa là Sambala trắng, bạch thần tài. Bạch thần tài cưỡi trên một con sư tử tuyết, dù cho một số họa sĩ họa ngài cưỡi trên một con rồng, và trong tay trái của ngài thì cầm một con chuồn đang nhả ra những trang sức và kim cương quý báu. Bạch thần tài chủ về tâm tài, trừ các phiền não về tài và hóa giải các định nghiệp. Dựa theo kinh điển, thần chú của ngài có thể chặn đứng khổ đau, diệt nghiệp xấu và phát khởi bồ đề tâm. Ngoài ra thần chú của bạch thần tài cũng có thể đẩy lùi những tai họa và bệnh tật. Ngài cũng mang sự giàu có, phồn thịnh đến cho những chúng sinh trì tụng thần chú của ngài. Dưới đây là những lưu ý mà khi thờ cúng ngũ bộ thần tài. Với những tác dụng may mắn như là đã trình bày ở trên, các vị thần tài Sambala này ngày càng được các gia đình tìm mua để thờ cúng ở trong nhà, trong cửa hàng buôn bán. Tuy nhiên có một vài lưu ý là không thể bỏ qua khi thờ cúng thần tài Sambala để các ngài phát huy công dụng tốt nhất cũng như tránh được xui xẻo do thiếu hiểu biết. Nếu có ý định thờ cúng Sambala trong nhà thì gia chủ cần phải tiến hành cúng dường nước cho tượng Sambala. Sở dĩ phải cúng dường nước cho tượng Sambala là theo kinh điển ghi chép lại rằng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang dạy về kinh Đại Bát Nhã, Đề Bà Đạt Đa, người em họ ghen tị của Phật Thích Ca Mâu Ni đã ném đá vào Đức Phật. Ngay lúc đó các vị Sambala hiện ra trước Đức Phật và bảo vệ cho ngài. Có vài viên đá đã trúng vào cái đầu của Hoàng Thần Tài và Bạch Thần Tài, trúng vào bụng của Hắc Thần Tài. Đó là lý do tại sao Hoàng Thần Tài và Bạch Thần Tài cảm thấy hoan hỷ khi mà bạn tưới nước vào đầu của các thần tài, trong khi với Hắc Thần Tài là tưới nước vào bụng của ngài, nó giúp xoa dịu nỗi đau của họ. Đối với mình, vấn đề thờ phụng để giàu có thì nó chỉ là một cái đức tin vào những cái điều chúng ta đang làm thôi. Giống như là mình đang kinh doanh buôn bán hay là làm công việc nào đó, muốn có thêm lòng tin và sự may mắn thì mình có thể thờ phụng những cái ngày này. Còn nếu như mà cái kiểu mà không làm mà muốn có ăn á nha, làm biếng mà tự nhiên thờ những cái ngày này thì cũng nghèo thôi à. Rồi, trong cái video này thì mình cũng sẽ không đề cập chi tiết về cách thờ phụng bộ ngũ thần tài. Ai mà có hứng thú thì mình để link ở dưới mô tả cho mọi người tìm hiểu nha.
Cái nữa là mọi người nhớ ngó xuống nha, ai mà chưa like hoặc là bấm đăng ký thì nhớ bấm giùm nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.